Hai, mình xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phụ Kiện Hồ Cá của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại lọc ống đứng dành cho những bể cá. Thường các bạn trồng những loại cây thủy sinh và các bạn nuôi ít cá thì các bạn có thể sử dụng loại loại lọc ống đứng này nha. Cái mình đang test cho các bạn xem đó là cái GL5 nha các bạn. Cái này thì có công suất là 3.5W và lượng nước nó là 300 lít trên giờ. Cái đầu ra nó là các bạn, nếu mà các bạn thấy cái hồ này của mình đang test cho các bạn xem là hồ 45 xăng nha. Nếu các bạn nào có thấy nếu mà cái lượng nước ra này mạnh quá thì các bạn có thể sụp xuống một cái là GL3 nha các bạn. Cái GL3 này thì có công suất là 3W và lượng nước là nó sẽ là 250 lít trên giờ nha các bạn. Cái đầu ra này các bạn có thể chuỗi xuống hoặc là chuỗi ngang giống như mình nha, hoặc là các bạn có thể là bung cao cao lên. Có thể tạo được cái lượng oxy vừa đủ cho cá nha các bạn. Bên mình thì đang có 3 loại GL3, GL5 và GL7 nha các bạn. Cái GL7 này thì có công suất là 4W và lượng nước nó là 350 lít trên giờ. Cách gắn của nó thì cũng đều giống nhau, nó chỉ khác nhau ở cái thông số và cái kích thước thôi nha các bạn. Bể của mình đang test cho các bạn xem nó là cái bể dài 45 cm. Mình đang sử dụng GL5, có thể các bạn thấy nó hơi mạnh thì các bạn xài GL3 nha. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem bên trong GL3 và mình sẽ test thử lại cái hồ nước này của mình nha. Đây là cái máy đứng ở bên trong nha các bạn. Nó sẽ được hút nước vô bên đây. Và trên đây thì nó sẽ lọc những cái lọc quán của mình đó, những cái cặn bẩn phía trên nó cũng sẽ lọc được chỗ này nha các bạn. Ở đây nó có cái nút cho các bạn gỡ lên nè. Rồi khi các bạn gỡ ra các bạn tháo cái nút này ra cho mình nha. Ở đây thì nó có một nút kẹp, các bạn dặn cho nó ra, cho nó hở ra đi các bạn mới lấy ra được. Một hồi mình gắn lại sau nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay bên trong cho các bạn xem. Đi kèm mỗi ngăn nó đều cho mình mỗi miếng bông lọc này nha các bạn. Đây là cái chấu đầu tiên là cái ngăn trên cùng nha các bạn, còn mấy ngăn này nó đều giống nhau. Nó cho mình một miếng bông lược đen nè. Và cái tầng cuối cùng là cái tầng để máy bơm nha các bạn. Tầng này thì các bạn không có để gì vô thêm. Đối với cái miếng bông lọc thì ít nè. Và nó còn chỗ trống nè, các bạn có thể để thêm vài vật liệu như là cái sứ bi này nha. Cái sứ bi này nó nhỏ thì các bạn có thể châm vô vài viên cho nó lọc nước tốt. Còn ngăn cuối cùng mình thấy nó chật rồi cho nên mình không có để gì thêm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để vào mỗi ngăn này một ít sứ thôi. Sứ bi này nó kích thước nhỏ cho nên các bạn có thể châm vô nha. Chứ những loại sứ khác thì mình thấy nó to quá, các bạn châm vô không có được. Hoặc là các bạn có thể thay thế, các bạn thấy bông lọc này nó nhỏ, các bạn có thể thay thế bằng cái loại bông lọc này nha. Bông lọc này thì nó cũng rẻ hơn, bạn có 5.000 bông nhưng mà các bạn có thể cắt ra sử dụng lo nhiều lần nha. Để mình bỏ miếng bông này ra đi, mình sẽ cắt cái miếng bông mới. Bông này mình thấy nó dày và nó bự hơn. Có thể lọc nước được, nó giữ lại cặn bẩn tốt hơn cái loại bông của người ta cho. Cái bông của người ta cho có miếng hơn mà. Rồi cái này mình sẽ chia ra. Ở đây nó có cái ống này cho nên các bạn cắt vô đây một chút xíu nha. Rồi các bạn ém nó vô. Rồi thay thế bông này thì nó sẽ tốt hơn nha các bạn.
lâu ngày mình dơ thì mình có thể cặn bẩn nhiều quá thì các bạn có thể bỏ luôn, các bạn thay miếng bông mới để mình vô cho đây, vô đây vài hộp. Loại lọc này thì cho các bạn sử dụng cho những hồ mà các bạn trồng cây thủy sinh nhiều á, hoặc là các bạn nuôi ít cá thôi, các bạn sử dụng loại này cho nó đừng có bị, nó không có mạnh quá, nó không có làm hỏng cái phần nền của mình nha. Rồi ngăn cuối cùng, ngăn trên cùng, ngăn trên cùng các bạn cứ gắn vô đi, một hồi mình sẽ chăm bông lọc, mình sẽ chăm xíu lọc vô sau nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô lại. Rồi, các bạn nhớ quay cái hướng lỗ này vô lỗ này nha, để các bạn kết nối cái ống này vô lại. À, hình như nó còn thiếu một cái trong cái bao này, nó còn một cái đầu đầu mỏ vịt để cho các bạn đẩy nước lên xuống nè. Rồi tiếp đến các bạn gắn cái nắp này vô cho mình nha. Nè, ở đây trong đây nó có một cái nút chốt cố định nè. Rồi các bạn siết 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 cái nút lại trước luôn đi. Rồi cho nó cứng vậy nha các bạn. Rồi phần trống trên đây nè, phần chỗ này còn nhiều trống nè, các bạn cứ bỏ thêm xíu lọc vô nhiều đại đi nha. Trên đây mình bỏ được nhiều hơn mấy cái ngăn hồi nãy. Rồi mình đã bỏ đầy rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đậy nắp. Chỗ này cái ngấn này cho dây điện nó vô nè. Rồi các bạn bỏ vô. Các bạn ấn phía trong trước rồi các bạn ấn phía ngoài sau. Nó bị dướng một cục, nó còn bị dướng một cục này bự quá. Dở lên cao cao chút xíu nó mới gắn vô được các bạn ơi. Hồi nãy mình để cái miếng này thấp quá, gắn vô không được. Rồi tạm thời là xứ lọc mình cũng đã có nhiều trong đó rồi nha các bạn. Bây giờ mình chỉ gắn cái chân vịt vô thôi. Xứ lọc mình nhiều đó với bông lọc á, các bạn có thể cắt nhỏ giống như mình, nó lọc nước tốt hơn. Rồi bây giờ mình sẽ test vô cái hồ của mình, hồ 45 của mình nha. Rồi các bạn đợi mình chút xíu. Rồi mình đã gắn cái GL3 vào trong hồ rồi nha các bạn. Đối với nhìn bằng mắt thường của mình thì mình thấy hai dòng nước nó cũng không có gì, nói chung là nó không có khác biệt nhiều. Xài những loại lọc này thì khi mà các trong hồ các bạn có nhiều phân nền thì các bạn sẽ không bị xói nước nha. Xài loại này thì nó bơm nước, nó hút rất là nhẹ, cho nên các bạn không có sợ bị cây của mình trong hồ bị xói nước. Các bạn muốn nó yếu dòng nước lại thì các bạn chỉa nó hơi xuống nha, là mình thấy sẽ hơi yếu lại. Chỉa cho nó chìm qua cái nước luôn, là nó sẽ nước sẽ lăn tăn và nó sẽ yếu rồi nha các bạn. Còn các bạn nào mà cần oxy nhiều thì các bạn cứ chĩa lên cao cao lên cho nó tạo được cái oxy nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ mở hai máy lên một lượt cho các bạn xem luôn nha. Nó cũng nói chung nó cũng tương đối nhau các bạn. Nó chỉ khác nhau ở nói chung là công suất có nửa watt thì mình cũng không có nhìn thấy được. Rồi mình quay góc này cho các bạn dễ thấy nha. Nói chung là công suất cái này là 3W và cái này là 3.5W, nhưng mà mình nhìn bằng mắt thường thì mình thấy nó cũng mạnh giống như nhau nha các bạn. Các bạn có thể sử dụng hai cái lọc này cho hồ tầm 40-50 được.
Nếu mà các bạn thấy mạnh dày quá thì các bạn có thể lên hồ 60 nha. Tùy theo các bạn nuôi cá nhiều hoặc là các bạn trồng cây thủy sinh nhiều thôi. Còn cái GL7 này thì có công suất là 4.4W và lượng nước là 350 lít trên giờ. Các bạn có thể xài cho hồ 70 nha. Những bể kính trơn không kiềng các bạn mới gắn được cái này nha. Nếu mà có kiềng là các bạn sẽ không gắn được. Rồi sản phẩm mình có để cái đường link Zalo với số điện thoại mình dưới phần mô tả nha. Các bạn nào có nhu cầu mà cho những cái hồ cá mà các bạn trồng cây thủy sinh nhiều á thì các bạn thử sử dụng loại này nha. Các bạn có thể nhắn tin và liên hệ với mình nha. Các bạn nào xem video mình cho mình xin một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.